lợi dụng. Từ từ để suy nghĩ đã. Đây nè chị, nói nha, ống này là cho Sanh Phổ nè, ống này là cho HCL nè, ống này là cho Đồng Xuân Phát nè, là ba ống. Thì nó vậy thôi à, hiện tượng xảy ra trên lớp đó đúng không? Đúng rồi, nó tách lớp ra. Đồng có màu xanh, cái này là đồng có màu xanh, tách lớp màu xanh lợt nè, ba lớp luôn. Màu xanh Phổ, keo Xanh Phổ nó tách ba lớp luôn nè. Đồng cũng ba lớp luôn đó em. Một đồng người giữa ba trắng, lớp trắng nè. Rồi HCL cũng ba lớp luôn. Trắng đục với trong. Trắng đục trong đó là đồng, keo trắng đục trong. Rồi ok, cảm ơn anh.